Thưa quý vị và các bạn, mới đây fanpage chính thức của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân với hơn 1,5 triệu lượt theo dõi đã có động thái thay đổi tên khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Cụ thể từ nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, trang này đã được đổi thành nghệ sĩ Hồng Vân. Việc loại bỏ danh hiệu ra khỏi fanpage mà không hề có sự thông báo trước của bà bầu sân khấu kịch làm những người hâm mộ cô không khỏi hoang mang. Nhiều người bất ngờ trước động thái này và mong chờ diễn viên gạo nếp gạo tẻ lên tiếng chia sẻ nguyên do. Bởi lẽ cách đây vài giờ thì diễn viên sinh năm 1966 còn đăng tải đoạn clip kêu gọi mọi người đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. Trong đoạn video, ở phần chú thích vẫn để nguyên tên và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Bên cạnh đó thì cũng không ít cư dân mạng dựa vào sự thay đổi này để có những bình luận tiêu cực về bà bầu sân khấu kịch. Thậm chí thì có người còn đào bới lại ồn ào cách đây không lâm và cho rằng là lý do khiến diễn viên gái già làm chiêu phải thay đổi tên fanpage của mình. Tuy nhiên, đại diện của nghệ sĩ Hồng Vân cho biết do phía bên nghệ sĩ Hồng Vân gộp trang cá nhân với trang fanpage, nên Facebook không cấp tích xanh cho ai đặt tên theo danh hiệu, ví dụ như danh thủ hay nghệ sĩ nhân dân. Đây là chính sách mới của Facebook, vì vậy nên việc thay đổi tên fanpage để xuất phát từ yêu cầu của chính Facebook.